Phẩm hạnh thanh tịnh. Phẩm thứ 8, phần 4. Lại nữa, thiện nam tử, thế nào là chỗ mà thế gian không thấy, không biết, không hiểu rõ, nhưng chính là chỗ Bồ Tát thấy, biết, hiểu rõ? Đó là nói sáu niệm xứ. Những gì là sáu? Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm cõi trời. Thiện nam tử, thế nào là niệm Phật, Như Lai, ứng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thường không biến đổi, có đủ 10 sức, bốn đức chẳng sợ. Đại sư Tử Hống gọi là bậc Đại Sa Môn, Đại Bà La Môn, Đại Tịnh, rốt ráo đến bờ bên kia không ai có thể vượt hơn được. Ngài có vô kiến đỉnh, không có sự sợ sệt, không bị kinh động, duy nhất không ai sánh cùng, tự mình giác ngộ, không thầy dạy, có trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ lớn, trí tuệ sắc bén, trí tuệ sâu xa, trí tuệ giải thoát, trí tuệ không chung cùng, trí tuệ rộng khắp, trí tuệ rốt ráo, trí tuệ như vật báu thành tựu. Giữa loài người, Ngài là voi chúa, trâu chúa, rồng chúa, là bậc trượng phu, là hoa sen, hoa phân đà lị. Ngài là bậc thầy dẫn dắt người đời, là vị đại thí chủ, là bậc thầy dạy đại pháp. Vì Ngài rõ biết pháp, rõ biết nghĩa, rõ biết thời cơ, biết đủ, biết tự ngã, biết đại chúng, rõ biết đủ mọi tâm tánh của chúng sanh, rõ biết căn cơ lành lợi chậm lụt hoặc trung bình, thuyết giảng pháp trung đạo nên được tôn xưng là đại pháp sư. Sao gọi là Như Lai? Như những điều mà chư Phật quá khứ đã thuyết giảng là không biến đổi. Thế nào là không biến đổi? Chư Phật quá khứ vì hóa độ chúng sanh nên thuyết giảng 12 bộ kinh, Như Lai cũng thế nên gọi là Như Lai. Chư Phật Thế Tôn do nơi 6 pháp Ba La Mật, 37 phẩm trợ đạo, 11 pháp không mà tiến đến đại niết bàn, Như Lai cũng thế nên xưng hiệu Phật là Như Lai. Chư Phật Thế Tôn vì chúng sanh nên tùy nghi phương tiện khai mở chỉ bày ba thừa, đời sống kéo dài vô lượng không thể tính kể, Như Lai cũng thế nên xưng hiệu Phật là Như Lai. Sao gọi là ứng? Các pháp thế gian đều là thủ oán, Đức Phật ứng hiện phá hoại các pháp ấy nên gọi là ứng. Bốn ma là kẻ thù của Bồ Tát. Chư Phật Như Lai trong khi còn tu hạnh Bồ Tát có thể dùng trí tuệ mà phá trừ bốn ma, cho nên gọi là ứng. Lại nữa, ứng gọi là lìa xa, trong khi tu hạnh Bồ Tát nên lìa xa vô lượng phiền não nên gọi là ứng. Lại nữa, ứng gọi là vui. Chư Phật quá khứ trong khi tu hạnh Bồ Tát tuy trải qua vô số kiếp vì chúng sanh chịu các khổ não nhưng không lúc nào không vui, vẫn thường được vui. Như Lai cũng thế nên gọi là ứng. Lại nữa, hết thảy người và chư thiên thường nên dùng mọi thứ hương hoa vòng chuỗi cờ phướn kỹ nhạc mà dâng lên cúng dường Phật nên gọi là ứng cúng. Sao gọi là chánh biến tri? Chánh gọi là không điên đảo, biến tri là đối với bốn pháp điên đảo không có chỗ nào không thông đạt. Lại nữa, chánh gọi là khổ hạnh, biến tri là biết rằng nhân nơi việc khổ hạnh quyết định phải có quả khổ. Lại nữa, chánh gọi là ở trong thế gian, biến tri là cuối cùng biết chắc được việc tu tập pháp trung đạo, đạt được A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lại nữa, chánh gọi là có thể tính đếm, đo lường, so sánh, biến tri là không thể tính đếm, đo lường, so sánh, cho nên xưng hiệu Phật là chánh biến tri. Thiện nam tử, thành văn duyên giác cũng có biến chi mà cũng không có biến chi. Vì sao vậy? Biến chi đó gọi là năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Thành văn duyên giác cũng được rõ biết tất cả nên gọi là biến chi. Thế nào là không biến chi? Thiện nam tử, giả sử người trong hai thừa trải qua vô lượng kiếp chỉ quán riêng một sắc ấm cũng không thể rõ biết tường tận. Vì nghĩa ấy nên thanh văn và duyên giác không có biến chi. Sao gọi là minh hạnh túc? Mình gọi là được quả lành vô lượng, hạnh gọi là chân đi. Quả lành đó là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chân đi đó là giới và tuệ. Nhà nơi giới và tuệ là chân đi mà đạt đến A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì thế gọi là minh hạnh túc. Lại nữa, minh gọi là chú, hạnh gọi là tốt lành, túc gọi là quả. Thiện nam tử đó gọi là nghĩa thế gian, chú gọi là giải thoát, tốt lành gọi là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề,
quả gọi là đại bát niết bàn, vì thế gọi là minh hạnh túc. Lại nữa, minh gọi là ánh sáng, hạnh gọi là nghiệp, túc gọi là quả. Thiện nam tử đó gọi là nghĩa thế gian. Ánh sáng gọi là không buông thả, phóng túng, lười nhác. Nghiệp gọi là sáu pháp ba la mật. Quả gọi là a nậu đà la tam hiệu tam bồ đề. Lại nữa, mình gọi là ba sự sáng suốt. Một là sự sáng suốt của Bồ Tát, hai là sự sáng suốt của chư Phật, ba là sự sáng suốt của vô minh. Sự sáng suốt của Bồ Tát là bát nhã ba la mật, sự sáng suốt của chư Phật là Phật nhãn, sự sáng suốt của vô minh là rốt cùng hết thảy đều là không. Hạnh là trong vô lượng kiếp vì chúng sanh mà tu các nghiệp lành. Túc là thấy rõ tánh Phật, vì nghĩa ấy nên gọi là minh hạnh túc. Sao gọi là thiện thệ? Thiện gọi là cao, thệ gọi là không cao. Thiện nam tử đó gọi là nghĩa thế gian. Cao đó là a nậu đà la tam miệu tam bồ đề. Không cao đó là tâm Như Lai. Thiện nam tử nếu tâm là cao thì chẳng gọi là Như Lai, vì thế nên tôn xưng Như Lai là thiện thệ. Lại nữa, thiện gọi là thiện tri thức, thệ là quả của thiện tri thức. Thiện nam tử đó gọi là nghĩa thế gian. Thiện tri thức là người mới phát tâm, quả tức là đại bát niết bàn. Như Lai không bỏ chỗ phát tâm từ lúc ban đầu đạt được đại niết bàn, vì thế nên tôn xưng Như Lai là thiện thệ. Lại nữa, thiện là tốt đẹp, thệ là có. Thiện nam tử đó gọi là nghĩa thế gian. Tốt đẹp là thấy được tánh Phật, có gọi là đại niết bàn. Thiện nam tử tánh của niết bàn vốn thật là không có, chư Phật Thế Tôn nhân nơi thế gian mà nói rằng có. Thiện nam tử ví như người thế gian thật không có con mà nói là có, thật không có đạo mà nói là có. Niết bàn cũng vậy, nhân nơi thế gian mà nói là có, chư Phật Thế Tôn thành tựu đại niết bàn nên tôn xưng là thiện thệ. Thiện nam tử vì sao gọi là thế gian dài? Thiện nam tử, thế gian đó là năm ấm, dài là rõ biết. Chư Phật Thế Tôn rõ biết năm ấm nên gọi là thế gian dài. Lại nữa, thế gian gọi là năm món dục, dài gọi là không vướng mắc. Vì không vướng mắc vào năm món dục nên gọi là thế gian dài. Lại nữa, thế gian dài là nói vô lượng vô số thế giới về phương Đông mà hết thảy thanh văn duyên giác đều không thấy, không biết, không hiểu rõ. Nhưng chư Phật thấy, biết, hiểu rõ tất cả. Về các phương Nam, Tây Bắc và bốn phương phụ, bốn trên